Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ xuống hội trên màn hình nha. 0348308343 nè. Rồi, người theo dõi video của em nhớ bấm vô đăng ký kênh á để được cập nhật mấy cái video em đăng lên mới nhất cho mọi người xem nó nhanh ha. Rồi, hôm nay là video 144 nha mọi người. Em về mấy món đồ sau đây. Có một cái lưỡi cưa vòng. Lưỡi cưa vòng này của Mỹ luôn nha, Mỹ sản xuất. Made in USA luôn. Mà có cái máy cưa vòng vô cái lưỡi này rất là ok ha. Lưỡi này là cưa gỗ. Có một cái chân máy sụt của Sony, chân máy quay phim. Chân còn nguyên phụ kiện. Nó có cái tay điều khiển quay phim nè mọi người. Rồi, giới thiệu mấy món món đầu tiên ha. Là số 1. Cái bộ mũi khoét của Nhật. Đây. Bộ mũi khoét này của thương hiệu là Kayawa. Trên cái lưỡi khoét nó có cái cử đo cm nè. Để cho mình canh chỉnh cái lỗ mình muốn khoét nó bao nhiêu ha. Bên này nó tối đa là bán kính là 120 mm. Xin lỗi, là đường kính là 120 mm ha. Để trên đây là để hiển thị đường kính luôn á. Mình kéo tới đây là 120 nè. Còn nhỏ nhất là 40. Đây, 40 mm. 60 nè, 80, 100, 120. Lưỡi còn rất là đẹp. Cái này thì ứng dụng trên khoét, mình khoét gỗ ha, gỗ mỏng nè. Rồi khoét trần thạch cao đồ là chính. Đó, khoét trần bắt bóng đèn đồ này kia. Rất là tiện. Canh chỉnh thì mình nới cái ốc này ra ha. Ốc rang ngược nha mọi người. Nó nghĩa là mình vặn ra là nó siết chặt. Còn vặn vô bình thường là nó nới lỏng ha. Rồi. Cái chân này là đầu kẹp mũi khoan ha. Máy khoan kẹp mũi 10 ly là kẹp được cái chân này. Rồi, tổng chiều dài nó là đây, 14 cm ha. Đó. Cái lưỡi quét nè, mũi quét dài 3,5 phân. Rồi, bộ mũi quét này cái mã là 144.1 nha, giá 220.000. Tiếp theo vừa được hai cái mũi chuyên bắn vít của Annette, mà bắn vít bắn mấy con vít trên mặt điện tử nha mọi người. Đầu nó siêu nhỏ luôn nè, đầu ba ke ra chân lục giác 6 ly 3, mũi ba ke siêu nhỏ luôn, chuyên mở mấy con vít trên mặt điện tử. Nói chung là mũi vít này hiếm gặp, còn mới nguyên chưa sử dụng. Móc nó ra luôn. Cái vỏ nó thì rách rồi, mà cái vít thì còn mới chưa sử dụng ha. Đây. Đây, đầu siêu nhỏ luôn nha. Annette Made in Japan. Này, kích thước nó là 6,5 phân nha mọi người. Này, nó có để trên đây là đầu vít 00 ha. 00 nhân nhớ 65 mm. Cỡ vít này là đầu cộng á, 00. Rồi. Hai mũi vít này có mã là 144.2 ha, giá 120.000. Tiếp theo về một cây kìm cắt ton.
kéo cắt to như cũng được. Cái này nó rách cái bào tí xíu nhưng mà cây này nó gần như mới chưa sử dụng mọi người. Đây, lưỡi nó gần như chưa sử dụng. Thép này của thương hiệu là Mimetsu của Japan sản xuất này. Mimetsu, cái chữ in này in mực nó còn luôn này. Chữ này in mực, chữ này là chữ khác đó, rất là đẹp. Nó chỉ khuyết điểm là nó bị rách tí xíu đây ha. Size 25 nha mọi người, gần 25. Rồi cái kéo carton này mã là 144.3 ha, giá 430.000. Tiếp theo là một cái đầu búa. Cái đầu này đúng hơn đó là đầu vít. Đầu vít chuyển ra cho máy khoan. Đây kẹp vô máy khoan ha. Máy khoan mà không có búa, không có chượt này kia, thường là mấy khoan điện á, khoan điện thì nó khoan sóng vô không, nó không có trượt, không có ngắt gì hết. Cái đầu này công dụng nó là sẽ trượt mũi vít này. Ví dụ ha, đây là đang chức năng khoan nè, bình thường nó chưa ăn ha, nhấn vô nó sẽ trượt, đủ lực nó sẽ trượt ha, càng nhấn mạnh thì nó sẽ lực nó càng mạnh đó. Ôi da, đây là kẹp mũi vít 63 mọi người, mũi vít thông dụng này. Cái mũi này nè, mũi này mình thường xài nè, nó kẹp thử nè đó, nó gà vậy ha. Rồi, kích thước nó là 8 cm nha. Cái cục búa này là 2,5 phân. Rồi gọn. Rồi cái đầu búa này có mã là 144.4 nha, giá 220.000. Đây, tiếp theo là cái lưỡi cừu vòng của vua tay sản xuất. Đây, kích thước cái vòng nó là 2670 mm nha. Đó, mọi người nào có máy cưa mà từ cái số này trở xuống á thì mình có thể chế qua sử dụng được ha. Bằng số này thì cứ bỏ vô xài cái cửa vòng, còn dưới số này thì mình mấy cái chỗ mà chiên hàng mấy cái lưỡi này nè, cắt lại cái hàng lại là xong. Lưỡi này mới chưa sử dụng nha mọi người, mở cái răng ra cho mọi người coi nè. Răng nó được to rất là đẹp ha. Đây, răng này là cưa gỗ. Điểm đo cái bức răng cho mọi người nè. Rồi cái bức răng nó là khoảng 80 mm ha, 80 mm. Đây. Rồi cái bản lưỡi này là cỡ 16 mm.
chiều dài nó là 2m670 đó, 2m670 dài bung ra mọi người, nó là một cái vòng tròn nhé, nó bung ra nè, cái này bung ra hơi khó xếp vô nên em để nguyên vậy ha, cũng bung ra đó. Không chiên nên xếp nó vô cả vấn đề, vẽ lại rất khó, không có đúng chiều nó không có xếp được như vậy đâu. Rồi rồi lưỡi cơ vòng này có mã là 144.5 ha, giá 400.000. Đây nay về cái chân này rất là đẹp, chân này chuyên bên máy quay phim nha mọi người, đủ hết đủ chức năng quay phim còn nguyên luôn. Đây. Xịt lại. À, cái rác này là để cắm vô máy chụp hình nè, máy quay phim mình đó. Nó có cái rác này cắm vô, nó sẽ kết nối với cái này là bộ remote, nó remote kết nối qua dây ha. Đây mấy chức năng chụp nè, ta shop mà chụp dần nè, nút chụp hình này zoom đó. Rồi ở đây là mở đây, cái này gọi là mở gắn máy nhanh ha, gài máy nhanh. Cái này mình sẽ cố định nó vô cái máy chụp hình mình luôn, rồi mỗi lần muốn xách máy ra cầm tay thì cứ bật cái này gắn vô, rồi gắn chỉ vô, gắn vô khớp, nó có khớp nối rồi nha. Xong không cần phải vặn như là mấy cái đời kia ha. Này mình nghiêng máy đó, nghiêng đứng 90 độ. Này nó quay rất là im ha. Quay rất êm. Em đo tổng cái chiều dài, chiều cao cái chân này cái. Giờ bung hết ra đo ha. Cái này toàn bộ nó bằng nhôm nha mọi người, nó là full nhôm với lại nhựa nên rất là nhẹ, mình phù hợp với mình đi du lịch này kia. Đây chân này chính hãng của Sony, nếu mà giá mới nó rất là cao mọi người. Rồi mình em kéo dài nó ra hết cỡ rồi đo cái.
Rồi. Tổng chiều cao khi mà kéo dài nó ra là 1m150 nha mọi người. 1m150 ha. Còn để thu thu ngắn lại. Đây thu ngắn lại nó là như vậy. 45, khoảng 45 cm. Chân toàn bộ nó là bằng nhôm và nhựa ABS nên rất là nhẹ, khá là nhẹ luôn. Đây có mã là mọi người, rồi có thể tra trên Google ha. Chân này đúng là của Sony. Hàng này xuất Nhật nha mọi người. Đây. Tên nó là Remote Control. Nó Sony dòng Remote. Rồi chân máy chụp hình à, gọi là chân máy quay phim này. Chân máy quay phim có mã là 144.6 nha, giá 1.200.000. Rồi tiếp theo là hai cây cảo số 4. Cảo này là cảo số 4, cảo bạc đạn 4 inch, kích thước nó là 4 inch. Cảo trong cảo ngoài ha mọi người, này đảo lại nó thành ngoài trong. Đây đo kích thước cái tì nó là khoảng 16 cm. Hai cây còn rất là đẹp, đây ngàm đồ còn nguyên hết nè, không có bị khuyết gì hết. Đây ngàm nè còn khá là tốt, chống tâm ngọn hoắt à, của Japan hết ha. Cây của Sankey, cây này của REM. Rồi giá là 500.000 một cây nha mọi người, mã là 144.7, cả bạc đạn 4 inch. Rồi, làm về cái ổ cắm điện của Nhật sản xuất nha mọi người. Ổ cắm điện này của Nhật, mấy anh Japan sản xuất luôn rồi. Dây rất là dẻo nha. Đúng của Nhật sản xuất, dây nó rất là tốt. Cái này chịu được 1500W của Panasonic luôn. Này, chân cắm này chống chống tuột nha mọi người. Đây, ví dụ mình cắm như vậy thì bình thường ha, rút bình thường. Mình xoay lên là nó cứng luôn. Đó, cứng không có rút về được nên nó không có bị tuột. Cho những ai làm việc mà máy móc đồ cầm á, kéo á, thì dặn nó qua dây xài thoải mái, nó không bị tuột. Rồi dây này dài 3 mét ha, ổ cắm là 2 4 4 chân, 4 lỗ cắm à, chân này 3 chân, có chân mát này bỏ đi cũng được ha, khỏi xài, tùy theo mọi người thường sử dụng ha. Ổ cắm hai chân thì bỏ chân này đi để cắm cho nó được. Còn có chân má rồi thì cắm vô bình thường. Rồi mã là 144.8, giá 200.000. Tiếp theo là hai cái món này. Một cái cân Livo. Còn cái cân này thì ở đây nó cũng là một cái loại cân mà không biết cân gì luôn, mình không hiểu nó là cân gì. Nó có cục 500 đây mọi người. Đây có một 500 đó, rất mạnh luôn à, như là nó hít vô cái này, nó hít vô sắt ha, này con Livo này hít vô sắt. Nó có chiều vạch đây nè, nó cũng để là cân gì không gần đây là hít hỉ để cân mực nước. Còn đây là cái đèn pin của Nhật, của xin lỗi là của USA nha, đây USA nè, Mỹ.
xài một viên pin 3A, đèn pin treo móc khóa rất là đẹp. Đây có luôn viên pin 3A ha, có móc treo chìa khóa luôn. Đây cái đèn pin này mình công tắc nó là trên cái nấm luôn ha. Đó, nó như vậy á, bóng dây tóc vặn siết chặt vô thì nó tắt, rồi nới ra tí cháy ha, chặt vô tắt, nới ra cháy. Đó, rồi mã là 14.9 nha, giá 200.000. cái đèn pin siêu nhỏ luôn, nhỏ xíu. Rồi đo dưới ngón tay ha, nó bằng ngón tay này nè, nó đường kính nó bằng ngón út, nhỏ hơn ngón út nữa. Rồi cuối cùng là cái chốt cửa. Cái chốt cửa dùng để chốt mấy cái cửa bếp, cửa tủ này kia nè, hình dung ha, dễ hình dung. Nó tủ chén kệ này kia chốt. Sử dụng thì nó có miếng dán nha, nó có sẵn miếng dán trong mọi người, lau sạch rồi bôi lên rồi dán lại rồi sử dụng. Đó, hàng xuất Nhật ha, Hitachi, nhà sản xuất hai cái luôn. Đây chắc nó có sẵn keo, chưa mở rồi nữa, mà để hình vậy là có sẵn keo để mình lột ra mình dán nè. Đó, rồi một cặp chốt cửa, mã là 14.10 ha, giá 120.000. Rồi em kết thúc video đây mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ, hẹn gặp lại video tiếp theo.